Ăn đi, nuốt vô. Trời ơi, thịt thà bổ dưỡng, có phải thuốc độc đâu mà mày ói ra. Má thiệt tình là con nhìn thịt cá con ngán lắm rồi má, con nhìn là con mắc ói không chịu không có được. Trời đất ơi, riết rồi sao cái nếp mày quái đản quá vậy hả? Ê, tao cũng có bầu và đẻ rồi đó nha. Tao có nếp thì tao không có quái đản như mày đó. Trời đất ơi, cái gì mà dinh dưỡng đâu rồi rồi đến lúc mà cháu tao đẻ ra nó èo uột rồi thiếu dinh dưỡng rồi sao? Mày tính sao? Con ăn rau nhưng mà là cũng đầy đủ chất dinh dưỡng, con ăn theo khoa học chứ con đâu có ăn cái gì tầm bậy đâu má. Cho nên người con vẫn khỏe. Má yên tâm nha. Bây giờ con mệt quá, con mắc ói quá, má cho con đi lên con nghỉ nha má. Rau quyến lát không á thì làm gì có dinh dưỡng được chứ. Trời đất ơi là trời. Rồi cháu tôi đẻ ra nó như thế nào? Bác, hôm nay con đi chợ con mua nhiều thịt nè, con nấu súp hầm mang qua cho bác. Con bé này cứ bày vẽ hoài hà. Mà con nhận đó nha, con nấu ăn ngon thật đó. Ủa bác, nồi cháo này ai nấu vậy bác? Của con Linh đó, nó tự nấu, tự ăn. Bác nấu á thì nó không chịu ăn, nó nói là nó ngán cá, ngán thịt, nó chỉ có ăn rau củ thôi. Ơi. Ngon đấy. Được. Chị Linh, em có mang đồ ăn qua đó. Hôm nay em nấu dưa hơi nhiều. Thôi chị có nấu cháo của chị rồi em. Cảm ơn em nha. Ủa mà sao bác con ngửi thấy mùi thịt hầm á? Ủa chị Linh, chị nấu thịt hầm hả? Đâu có, chị nấu cháo rau củ à em. Không có, em ngửi thấy có mùi thịt hầm á. Chị nấu cháo thịt hầm đúng không? Ủa, vậy là sao hả Linh? Nè, mày bỏ thịt hầm vô đây đúng không? Chị nói gì vậy? Chị làm thì chị nhận đi chứ. Cái con này, tao nấu cháo rau củ có bỏ thịt hầm bao giờ đâu mà bây giờ mày nói vậy. Mày đừng có lật lọng nữa. Mày chê tao gớm nên mày không ăn đồ ăn của tao nấu chứ gì. Má đừng có hiểu lầm. Con chỉ nấu cháo rau củ thôi. Nó bỏ vô nó để cho má hiểu lầm con á. Chị Linh ơi, chị hồ đồ nó vừa vừa thôi. Chị nấu thì chị nhận là chị nấu đi. Nhiều khi chị nói chị ăn rau củ mà em thấy chị không có thanh tịnh tí nào hết á. Trời, cái con này mà vừa phải thôi nha. Thôi đủ rồi đó em. Thịt này á là anh bỏ vô đó. Vợ con cũng không biết đâu. Mọi người khỏi cãi nhau nữa. Thôi khỏi. Anh binh vợ anh á để cho nó coi thường tôi đúng không? Còn cô nữa. Nè, cô chê tôi gớm, chê tôi dơ nên cô không ăn đồ của tôi. Cô muốn ăn riêng chứ gì? Thì giờ, từ giờ trở đi á, cô cứ ăn riêng, uống riêng đi. Đừng có ngồi chung bàn với tôi nữa. Má. Má. Chồng, anh làm gì vậy? Anh biết nó hại em mà anh còn binh nó nữa. Nè nha, anh đừng có tưởng em không biết. Nó khoái anh từ lâu rồi. Nhưng mà đừng có hòng qua mặt được em. Nó khỏi đi. Ngọc, đứng lại đó. Em khai thiệt với anh đi. Em là người bỏ thịt bằm vô nồi cháo của vợ anh đúng không? Anh nói gì kỳ cục vậy? Em không có làm gì hết trơn á, anh cứ nghi ngờ em hoài. Không làm gì hả? Em còn chối nữa hả? Rõ ràng là trong tô súp mà em đem qua nhà anh hôm bữa còn sót lại một chút ít thịt bằm. Anh ăn thử thì cái mùi vị y chang là thịt bằm trong cháo của vợ anh. Không phải em thì ai? Bây giờ em chịu nhận lỗi. Em xin lỗi anh một tiếng, anh bỏ qua cho em. Còn nếu không á, anh từ mặt em luôn. Anh không giao du với em nữa. Anh, em xin lỗi. Thì em cũng chỉ muốn tốt cho con anh thôi. Muốn tốt cho con Linh thôi. Thì em cho nó một chút thịt,
bồi bổ cho nó, chứ em có ý gì đâu. Vậy là em chịu thừa nhận rồi đúng không? Anh nói về phủ đầu em thôi, chứ làm gì có miếng thịt bằm nào trong tô súp. Nãy giờ thằng Khoa nó kêu tôi với con Linh ra đây nghe hết câu chuyện rồi. Tôi không ngờ cô là người sống hai mặt đến như vậy. Từ giờ trở đi á, tôi cấm cô qua lại nhà tôi nha. Trời ơi, má thấy chưa? Má thấy vợ con bị quan chưa? Thôi được rồi, coi như là chuyện này bỏ qua đi. Với lại á, tao cũng bực tức cái chuyện ăn uống của cái con nhỏ này lắm. Nó không nghĩ đến cháu nội của tao gì hết á. Từ giờ trở đi á, tao phải làm biện pháp mạnh với mày luôn đó. À, ơi ra phơi nắng nha. Ủa sao gia đình có vẻ gì thấy vui vẻ quá vậy hả? Có chuyện vui hả? Bà Lệ ra đấy, cháu nội tôi nè. Chào bà Lệ, chào cô chú đi con. Cái thằng bé mới bay lớn mà sáng láng thông minh dễ sợ chưa, trời nó còn tròn chỉnh hồng hào nữa chứ. Nè qua coi, qua coi mà học hỏi đi. Nè chào bà đi con, chào cô chú nè. Thằng bé trộm vía dễ thương quá chú. Chắc là con dâu chú lúc mang bầu ăn uống đầy đủ lắm hả? Thì đương nhiên rồi, người ta đầy đủ chất đạm nè, trứng thịt này sữa thì con người ta mới được như vậy chứ. Đâu có, nguyên cái thai kỳ á con dâu tôi á nó cũng chỉ có ăn rau củ quả, ngũ cốc với lại sữa hạt thôi. Mà nó biết sao không, nó cũng ngán thịt cá, nó đâu có động vô nhiều đâu. Mà vẫn sinh ra thằng nhỏ hồng hào tươi tắn, ngon lành hơn. Cái gì? Ông anh nói là ăn rau củ quả không mà đẻ con được như vậy đó hả? Nè, vậy là chị chưa có biết rồi. Giới trẻ bây giờ người ta kêu gọi là ăn uống healthy. Làm sao mà miễn đủ dưỡng chất là được, chứ không nhất thiết là phải trứng sữa thịt gì đâu mà nó phức tạp lắm. Ăn làm sao miễn mà sinh con là nhẹ nhàng, khỏe mạnh, hồng hào tươi tắn là được, thấy không? Với lại con trai tôi nó là chuyên gia dinh dưỡng mà, nó thiết kế cho vợ nó ăn mà đẻ được nhóc vậy ngon lành là hiểu rồi ha. Thôi không nói nhiều nữa, bye bye gia đình, tôi ẩm cháu nội tôi đi phơi nắng tiếp nha. Dạ. Vậy con uống mà ngồi con ngon. Má ơi, thật ra má đừng có hiểu sai rồi má la con nữa. Tại vì con ăn uống cũng theo chế độ của bác sĩ, cũng đầy đủ chất dinh dưỡng lắm, cho nên không sao đâu má, con vẫn khỏe mạnh bình thường mà. Thôi được rồi, giờ đi về nha. Chồng, cảm ơn chồng nha, nhờ chồng cứu em một bàn thua trông thấy luôn á. Chồng mà không nhờ chú Hoàng giúp là má không có tha cho em đâu. Thì đương nhiên là anh phải giúp cho vợ anh chứ. Mà chú Hoàng á cũng là nhân chứng sống, chú nói đúng chứ đâu có trật đâu. À vậy ăn ha. Cho em cái này đi, cái này em thích nè. Số hết rồi, anh không mua cho em. Trời, cái này mà thiếu khô quẹt sao mà ăn được. Anh quên. Đây, má mua cho con hũ kho quẹt đó. Má biết con thích ăn rau củ hấp nên má mua cho con hũ mắm kho quẹt đó. Cái này ngon lắm đó nha, chấm là hết ý luôn đó. Má vô ngồi ăn chung với vợ con nha. Má, con cảm ơn má nha. Ăn đi. Nhưng mà ăn rau tốt lắm, má thử đi. Ngon, 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 ngon. Rồi để má đốt lại cho nha. Ngon lắm, cái mắm này mà chấm cái rau là hết tỉ luôn. Đây, ăn thử đi. Ngon đúng không má? Cảm ơn má nha. Làm trò gì vậy? Biết điều thì biến ra khỏi nhà má chồng tôi đi. Cái này là nhà má tôi, người dân nước lã mà ở trong nhà người ta hoài không thấy xấu hổ hả? Rồi sao? Có gì không? Chừng nào á má chồng cô kêu tôi đi á thì tôi đi. Trời ơi, tự nhiên bắt tôi đi vậy? Ở một hai bữa thì tôi không nói. Đằng này anh ở lì trong nhà tôi cả tháng trời hơn rồi. Đàn ông chai chán cái kiểu gì mà ở lì ở trong nhà với một bà má chồng vậy? Bộ ông thấy chơi chẽn hả? Hả? Đi lẹ. Nè. Ủa? Má, nói gì vậy? Trời ơi, giờ này tối khuya rồi, tự nhiên khi không xuống đây ôm sờ ôm vụ gì vậy? Nè Dung coi đó, tự nhiên cái đuổi tôi ra khỏi nhà,
rồi còn nói tôi ăn bám nữa. Trời cái ơi. Gì? Ai nói? Đó, người ta đó. Ủa? Gì vậy con? Má đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là bạn đặc biệt của má. Thì đây là nhà của má, má muốn mời bạn má về ở có gì đâu con. Mà nhà mình cũng rộng rãi, còn thiếu gì phòng ốc. Con làm gì con khó khăn vậy? Quỳnh không có đi đâu hết trơn á. Lấy lên, đi lên phòng với tôi. Má, cái gì? Bạn đặc biệt là sao má? Con nói thiệt nha, má ở chung với vợ chồng con là đủ rồi. Mắc mới gì dắt cái thằng ớt ơ nào về ở chung nữa là sao? Con không có đồng ý đâu. Con không đồng ý hả? Nhưng mà má đồng ý, được không? Má là má chồng của con đó, đây là nhà của má đó. Má muốn là được à, không có cãi. Nhỏ này Quỳnh, thôi đi lên khỏi ăn cơm đi, để tôi đặt món cho ngon ăn ha. Dạ. Má. Alo, anh đi công tác mấy hôm nữa anh về vậy? Anh về nhà liền giùm em cái đi. Trời đất ơi, tự nhiên má, má dắt cái thằng nhân tình trẻ nào về ở chung nhà đó, thì anh về anh giải quyết đi chứ em chịu hết nổi rồi. Quá, con làm cái gì vậy? Còn mà không biết má đang làm gì. Giờ tự nhiên má xin nó vô công ty với làm là làm sao má? Ủa thì má thấy cũng bình thường thôi mà con. Thì bây giờ Quỳnh tuy là nó chưa có học hành gì, không có bằng cấp, nhưng mà nó thông minh sáng dạ. Con coi như là con tuyển em nó vô con đào tạo từ đầu, rồi từ từ em nó giỏi, em nó theo con học hành, chắc chắn là em nó sẽ giúp được cho con rất là nhiều việc. Má thấy vậy á má cũng yên tâm lắm. Má thấy được mà con. Má thấy yên tâm mà. Ừ. Nhưng con không yên tâm. Thay vì thời gian con đào tạo nó, con đi thuê người khác làm cho mình, má thấy sao? Nó sẽ hợp lý hơn chứ, đúng không? Mà con hỏi má nè, nó là cái gì của má mà má đối xử tốt với nó quá vậy? Cái gì kỳ vậy? Má nhớ cái chuyện này má đã giải thích rất nhiều lần rồi. Quỳnh á là một người bạn đặc biệt của má, đừng có hỏi đi hỏi lại nữa được không? Bạn đặc biệt hả? Đặc biệt tới cỡ nào á mà má đem nó về nhà ở, má nuôi ăn nuôi ở, đã vậy á còn muốn đưa nó vào công ty của mình làm nữa. Hả? Má với nó có cái gì không? Con biết là từ lúc ba mất á, má cô đơn lắm. Con hiểu cảm giác đó. Cho nên hai vợ chồng của con đã quá thoải mái trong cái chuyện cho má chọn bạn rồi. Nhưng mà đối với thằng này á, con thấy nó làm sao sao má. Nó sai sai làm sao má. Nè, con không có được nghĩ sằng bậy như vậy nghe chưa? Giữa má với Quỳnh á là hoàn toàn trong sạch, không có như con nghĩ đâu. Má, má tha lỗi cho con nói thiệt, con cũng đồng ý với cách của anh Khoa đó. Không thể đưa cái thằng Quỳnh này vô công ty mình làm được đâu. Dù gì nó cũng chỉ là người ngoài thôi mà. Con nói sai rồi, Quỳnh nó không phải là người ngoài. Vậy đó là cái gì của má? Má à, má đừng có để cái cảm giác hồi xuân của má làm cho má mờ con mắt nghe má. Con... Nè, tôi với Dung rất là trong sạch, sao mà nói tôi không ăn không học? Mà mấy người có ăn có học nói chuyện kiểu đó hả? Nè, cậu thái độ cái gì vậy? Chuyện trong nhà này chưa tới lượt cậu lên tiếng đâu. Má nói một lần nữa, giữa má với Quỳnh là hoàn toàn trong sạch. Trong sạch hả má? Trong sạch kiểu gì? Má làm như vậy á, biểu tụi con nghĩ má trong sạch sao mà nghĩ được? Đó là hai người suy nghĩ đen tối thôi. Có ăn có học, làm ơn cư xử như một con người đi. Mày nói ai không giống con người? Con làm cái gì vậy? Con mới hỏi má làm cái gì đó. Má đang làm cái gì? Thiệt sự là bữa giờ vợ chồng của con á là quá bất mãn với má rồi. Tự nhiên khi không có đâu có đưa thằng này về nhà ở. Nó là ai mà má đối xử đặc biệt với nó vậy hả? Má chưa bao giờ quan tâm con như là quan tâm nó luôn á. Còn mỗi lần má thắp cây nhang lên bàn thờ của ba, má nhìn thấy ba không? Má có nhìn thấy là ba đang nhìn má không? Mà má đối xử với ba vậy, má làm như vậy là sai, là bậy với ba đó má. Bất dạy. Anh, má, sao má đánh chồng con? Thôi được rồi, hai người muốn tôi đi đúng không? Được, tôi đi cho hai người vừa lòng. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Hai đứa bay ép thằng nhỏ phải ra khỏi cái nhà này mới vừa bụng hai đứa bay. Hai đứa bay có cần phải ác tới gì vậy không vậy? Hả? Má, tụi con không có ác với ai hết, nhưng mà chuyện nào phải ra chuyện đó. Má cứ mập mờ như vậy là má có lỗi với ba đó má. Là
làm sao mà má làm chuyện có lỗi với ba con được hả? Má nuôi nấng cung mang đứa con trai ngoài giá thú của ba con là má làm chuyện có lỗi với ổng hả? Còn một chuyện tôi mong được mình tha thứ. Thật ra tôi còn đứa con riêng, má nó vừa mất khi sinh ra nó. Nó chỉ còn có một mình tôi. Giờ tôi sắp phải đi, nó không còn ai bên cạnh nữa. Tội nó lắm. Hãy đón nhận nó, yêu thương bảo bọc nó như con của mình. Có như vậy tôi mới nhắm mắt. Mình hơn như tôi mà, hơn như tôi như mình. Làm tròn di nguyện của ông. Má, nói vậy là ba ngoại tình đó má. Má biết là thằng Khoa rất thần tượng ba nó, cho nên ngay từ đầu má không có dám nói sự thật cho hai đứa biết. Má cố gắng tìm cách sắp xếp để từ từ á, rồi hai đứa sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho má. Nhưng má không ngờ, tại vì mình mập mờ đã khiến hai đứa hiểu lầm, rồi làm khổ cả nhà mình như vậy. Nhưng mà con ơi, dù gì nó vẫn là em của con, nó vẫn là người trong gia đình mình con à. Tụi con biết rồi má, tụi con xin lỗi má nhiều lắm. Vợ chồng con chưa biết gì hết mà đã làm ầm lên rồi. Má đừng có giận vợ chồng con nha. Nè, tôi đã chấp nhận rời khỏi căn nhà này. Là hai người làm cái gì má Dung khóc vậy hả? Nói cho hai người biết nha, đụng tới má Dung là không xong đâu đó. Quỳnh, chị xin lỗi em. Em ở lại đi. Anh chị biết hết sự thật rồi. Mà từ ngày được má cùng mang, con mới cảm nhận được thế nào là hơi ấm của một người má. Con thì mồ côi từ nhỏ, còn lại sống xa ba con nữa, cho nên là con rất là thương má. Nhưng mà Quỳnh, 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 ở lại đi. Anh xin lỗi, chúng ta là gia đình mà. Nè, bộ muốn tôi đi là đi, ở là ở hả? Muốn tôi ở lại á thì đem cái cặp đi lên trên lầu đi. Mày bắt tao phải đem cặp này lên lầu cho mày hả? Ờ, có thiệt là mày muốn tao phải đem cặp lên lầu cho mày không? Thiệt. Mày dám xài anh mày hả? Hả? Mày dám xài mày đem cặp lên hả? Mày dám xài anh mày hả? Nhẹ tay, em trai con nhẹ tay. Thôi kệ đi má, đàn ông giải quyết với nhau là vậy không đó. Dám xài anh mày hả mày? Lên sửa soạn, ngày mai lên công ty làm. Cảm ơn anh hai.